Quý 1 năm 2011, sản xuất công nghiệp Bắc Ninh tiếp tục đạt mức tăng trưởng cao và toàn diện ở các loại hình, các ngành kinh tế và các địa phương trong tỉnh. Nhiều doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp vừa và lớn trong nước bước vào sản xuất ổn định hoặc tiếp tục mở rộng quy mô, góp phần thúc đẩy công nghiệp Bắc Ninh phát triển. Bắc Ninh đã thực hiện có hiệu quả các chính sách thu hút vốn đầu tư cả trong nước và nước ngoài, tăng cường cung cấp thông tin thị trường, xúc tiến thương mại, khuyến công, các hoạt động tiếp xúc, đối thoại của cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp. Đặc biệt, cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã được đa số doanh nghiệp đồng tình hưởng ứng. Một số ngành công nghiệp quan trọng của công nghiệp ngoài quốc doanh như sản xuất sắt thép, đồng gỗ v.v. sớm chủ động nắm bắt thị trường trong nước để thay thế thị trường xuất khẩu đang gặp nhiều khó khăn. Từ khi thực hiện chính sách thu hút đầu tư bên ngoài, công nghiệp Bắc Ninh đạt tốc độ tăng trưởng cao, kinh tế phát triển theo hướng tích cực. Công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp với công nghiệp điện tử, cơ khí chính xác là chủ đạo. Đồng thời, gia tăng sản xuất của công nghiệp nội địa thể hiện rõ xu hướng phát huy nội lực của tỉnh. Theo đánh giá của Sở Kế hoạch Đầu tư, Bắc Ninh hiện nay đã thu hút 282 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, với tổng số vốn đăng ký 3.218 triệu USD. Trong đó, 164 dự án có số thu nộp ngân sách đứng thứ 3 toàn quốc về thu hút đầu tư nước ngoài. Các dự án FDI có vai trò quan trọng trong sản xuất công nghiệp được thể hiện qua doanh thu, kim ngạch xuất khẩu. Năm 2010, các doanh nghiệp này chiếm khoảng 50% tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh. Các khu công nghiệp quan trọng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã và đang đưa vào sản xuất trong năm 2011, sẽ tiếp tục phát triển, có thể sẽ vượt mức kế hoạch đề ra và tiếp tục tạo đà cho những năm tiếp theo. Cùng với việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt hệ thống các giải pháp tháo gỡ khó khăn, chắc chắn các khu công nghiệp ở Bắc Ninh sẽ góp phần đưa sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững, xứng đáng là một tỉnh vệ tinh, cửa ngõ phía Bắc của thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến.